Đợt này chú Hưng làm ăn phát đạt ha. Cơ sở đóng gói của chú bây giờ lớn và xịn quá chừng ha. Hey, có làm ăn lớn gì đâu chú. Mai á là đợt vừa rồi, con trai tôi đang du học tại Úc, giới thiệu cho tôi một khách hàng muốn nhập khẩu trái cây từ Việt Nam. Vậy là tôi có thêm một mối làm ăn nữa. Mà yêu cầu gì thủ tục để xuất khẩu hoa quả sang nước ngoài có khó không vậy chú? Cũng đơn giản thôi chú à. Bên họ yêu cầu phải có mã số cơ sở đóng gói do Cục Bảo vệ Thực vật cấp. Chú xin cấp mã số cơ sở đóng gói như thế nào vậy? Chỉ tôi với. Sắp tới tôi cũng có dự định xuất khẩu xoài sang Nhật á, mà chưa biết quy trình cấp mã số cơ sở đóng gói như thế nào. Để tôi chia sẻ cho chú từng bước hen. Đầu tiên, tôi truy cập vào website sẵn sàng xuất khẩu của Cục Bảo vệ Thực vật và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của cơ sở đóng gói. Nếu chú muốn xuất khẩu sang các thị trường khác, cứ truy cập vào đó hoặc liên hệ với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh để được hướng dẫn nghe. Tiếp đó đó, tôi mang bộ hồ sơ trên đến nộp tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh. Các giấy chứng nhận HACCP hoặc ISO hoặc an toàn thực phẩm thì không có bắt buộc đâu, nhưng nếu có sẽ là một lợi thế đó. Tôi cứ tưởng là tôi bị hành lên hành xuống cái khoản hồ sơ này. Ai ngờ hả? Quá nhanh quá nguy hiểm luôn à. Sau khi kiểm tra, hồ sơ của tôi đạt ngay nên được cán bộ chi cục thông báo về việc kiểm tra tại cơ sở đóng gói. Nếu hồ sơ mà chưa có đạt thì cũng đừng có lo. Chú sẽ được các cán bộ chi cục hướng dẫn cho tới khi đạt mới thôi à nghe. Bữa sau, tôi nhận được thông báo của chi cục bảo vệ thực vật về ngày giờ kiểm tra. Việc kiểm tra gồm các chỉ tiêu sau. Thứ nhất là quy trình đóng gói. Tôi sẽ phải thuyết minh quy trình đóng gói của cơ sở mình. Thứ hai là điều kiện nhà đóng gói, tình trạng thiết bị, dụng cụ, nguồn điện và nước. Tiếp theo là việc nhận diện sinh vật gây hại của nhân viên tại khu vực đóng gói. Cuối cùng là việc ghi chép hồ sơ. Ngoài ra, các cán bộ chi cục sẽ chụp ảnh cơ sở đóng gói để lưu hồ sơ nữa đó. Kết thúc á, tôi nhận được ngay biên bản kiểm tra đánh giá cơ sở đóng gói của mình luôn. Dạ, con gửi chú biên bản kiểm tra. Tiếc quá, cơ sở đóng gói của chú chưa đạt một số yêu cầu. Giờ tụi con hướng dẫn chú cách khắc phục nha. Mặc dù là được chuẩn bị rất là kỹ, nhưng quy trình đóng gói của tôi chưa có đảm bảo theo quy định của Úc. Sau đó, tôi đã được cán bộ kỹ thuật của chi cục hướng dẫn rất cụ thể để khắc phục. Và đến lần kiểm tra thứ hai, cơ sở đóng gói của tôi đã đạt tất cả các yêu cầu rồi đó. Tiếp đó đó, cán bộ chi cục sẽ gửi hồ sơ đề nghị cấp mã số về Cục Bảo vệ Thực vật. Đồng thời, thông tin về cơ sở đóng gói của tôi sẽ được cán bộ chi cục cập nhật ngay trên cơ sở dữ liệu quốc gia về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đó. Cục Bảo vệ Thực vật sẽ tiến hành rà soát hồ sơ và đàm phán với nước nhập khẩu để chấp nhận mã số đạt yêu cầu. Ngay sau khi có mã số, Cục Bảo vệ Thực vật sẽ thông báo cho chi cục tỉnh để thông báo cho tôi. Vậy cũng thuận tiện ghê ha. Đúng rồi đó chú. Ngoài ra, chi cục tỉnh còn hướng dẫn và giám sát cơ sở đóng gói đáp ứng quy định của nước nhập khẩu. Chú đừng có quên nha, các nước nhập khẩu có thể thanh tra và kiểm tra cơ sở đóng gói theo định kỳ từ 1 tới 3 năm ngang. Vậy là tôi đã được cấp mã số cơ sở đóng gói rồi đó chú. Trái cây của tôi sẽ được đến với người tiêu dùng trên thế giới, thiệt là vui quá xá. Thủ tục cấp mã số cơ sở đóng gói hiện nay vô cùng nhanh chóng và được hướng dẫn rất chi tiết. Đừng ngần ngại, hãy nhấc máy và gọi ngay cho đầu mối phụ trách về mã số cơ sở đóng gói của tỉnh mình để được tư vấn cụ thể nghe. Thì ra quy trình là như vậy hả? Cảm ơn chú Hưng nhiều nha. Hey, không có chi đâu chú.